Thưa quý vị, thưa các bạn, ngay từ khi mới thành lập, việc xây dựng các chương trình hoạt động gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam VAWI triển khai sâu rộng tới tất cả các hội viên trong cả nước. Thông qua các chương trình kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm thương hiệu Việt, Hiệp hội đã trở thành trung tâm kết nối tăng cường sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân nữ. Qua 6 năm triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nữ nói riêng đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc phát triển hệ thống phân phối, tiêu thụ hàng hóa, tạo nên một xu hướng tiêu dùng hàng Việt Nam. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng kết nối với các hiệp hội khác cũng như là các địa phương và đặc biệt là các sở công thương để đưa hàng Việt về các hệ thống, rồi đào tạo kỹ năng bán hàng, rồi đào tạo nâng cao cái năng lực bản lĩnh nữ doanh nhân trong thời kỳ hội nhập. Chúng tôi cũng triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tại các hiệp hội nữ doanh nhân của các tỉnh, thành phố. Trong vai trò của mình, Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam được xem là cầu nối liên kết giữa các nhà sản xuất, nhà nghiên cứu, nhà phân phối để phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam và xây dựng thị trường nội địa. Với phạm vi hoạt động của đội ngũ hội viên rộng lớn như vậy, đã tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng được một thị trường nội bộ, trong đó các hội viên sẽ cam kết sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của nhau. Trong thị trường này, mỗi hội viên vừa là khách hàng, vừa là đối tác, vừa là nhà đầu tư chiến lược của nhau, nhằm mang lại lợi ích tối đa cho tất cả các hội viên, hướng tới mục tiêu phát triển hàng tiêu dùng của Việt Nam. Hưởng ứng cùng việc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt thì công ty chúng tôi đã thường xuyên tham gia các cuộc hội chợ cũng như là triển lãm các phiên chợ hàng Việt và đặc biệt là các phiên chợ hàng Việt về nông thôn. Và gần đây nhất là chúng tôi có tham gia các hoạt động kết nối giao thương của Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam tại Hà Nội và một số tỉnh thành. Qua cái đó chúng tôi thấy rằng không phải là người tiêu dùng nào cũng biết và hiểu hết về hàng Việt. Và người tiêu dùng vẫn thường nghĩ là cái mặt hàng tẩy rửa của chúng tôi là cái mặt hàng mà nhập ngoại. Nhưng thực tế là cái mặt hàng này đã là sản phẩm do các doanh nghiệp trong nước sản xuất và chất lượng cũng rất là tốt. Theo đánh giá của Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, sau một năm hoạt động cho thấy việc xây dựng thị trường nội bộ là cách làm tốt nhất để xây dựng chuỗi giá trị bền vững, giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường một cách bền vững, giúp tạo ra giá trị gia tăng cao, đồng thời tăng sức cạnh tranh của hàng Việt. Tất cả các phiên chợ ở dầu mà vùng sâu vùng xa như là ở Nam Căn, Cà Mau hay là ở tất cả các tỉnh miền Tây, các tỉnh miền Đông, mà nếu như có mở ra một cái phiên chợ nào dù lớn hay nhỏ thì chúng tôi cũng không bỏ qua một cái phiên chợ nào hết. Một là chúng tôi đi cái mô hình của hàng Việt Nam chất lượng cao, hai nữa là chúng tôi đi cái phiên chợ hàng Việt về nông thôn. Mình tham gia vô cái hàng Việt Nam chất lượng cao thì người tiêu dùng, nhất là người Việt Nam của chúng ta, rất là tin tưởng. Theo đánh giá của vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, kể từ khi cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được phát động, tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm đầu vào, nguyên liệu cũng như thiết bị máy móc của các doanh nghiệp tăng bình quân 20%. Tại các vùng nông thôn, người dân bắt đầu quen dùng và ưa chuộng hàng sản xuất trong nước. Đặc biệt tại một số tỉnh biên giới, các đợt bán hàng Việt không chỉ thu hút người dân trên địa bàn mà còn tạo nên sức hấp dẫn đối với đông đảo cư dân các nước láng giềng tới mua sắm. Kết quả này là minh chứng cho sự phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức doanh nghiệp trong việc xây dựng các mô hình liên kết tiêu thụ hàng Việt trong các kênh phân phối truyền thống và hiện đại. Các mô hình như liên kết theo chuỗi sản xuất, phân phối, tiêu thụ, mô hình các chuỗi liên kết cung ứng vật tư nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt, tiêu thụ nông sản, mô hình liên kết tiêu thụ hàng Việt bằng kênh phân phối lưu động qua các hoạt động xúc tiến thương mại v.v. đã góp phần quan trọng trong việc chắp nối cung cầu cho hàng Việt Nam, thúc đẩy phát triển thị trường trong nước.